Xin chào tất cả các bạn, là Từ đây. Các bạn đây, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về gia đình chuẩn bị chào đón một em bé này nhé. Các bạn ơi, như vậy là Tớ đã tô màu xong bức tranh về gia đình này rồi đấy. Để cùng Tớ tô màu những bức tranh tiếp theo nữa thì các bạn đừng quên nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo nhé.